chào, mình là Kiên. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình làm Man Style và một chút những thứ liên quan đến cuộc sống của mình. Thì đây là cái video mà được theo mình thấy là request nhiều nhất. Làm thế nào để tạo kiểu với cái kiểu tóc side part. Thì đây sẽ là cái video mà mình giải quyết cái vấn đề này một cách triệt để nhất và một cách gọi là kỹ càng nhất. Mình sẽ đi qua từng bước một và giải thích cho các bạn tại sao mình làm như thế. Và thêm một cái nữa là mình không chỉ làm về side part mà trong video này mình sẽ còn nói đến một kiểu tóc nữa, đó chính là short quick. Tôi bảo ông vào chưa? Nhưng mà sống ông rồi thì đến tôi. Nhưng mà tôi bảo ông vào chưa? Chưa, thì tôi đi. Thôi, nói đi. Được vào, có ghế không? Không, tự đứng mà nói. Thế thôi, thì trong video này thì mình sẽ còn nói thêm cả một kiểu tóc short quick. Đây là một kiểu tóc rất phù hợp cho mùa hè. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Ê. Câu đấy của tôi nói nốt nha. Ông là phụ rồi, câu đấy của tôi. Thôi, nha. Thôi. Đi ra. Ô, ông phải đi. Lào nha, lào nhào. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Intro. Vấn đề đầu tiên về cái kiểu tóc side part này mà ít người nói đến đó chính là cái face shape. Các bạn phải có cái face shape hợp với kiểu tóc side part thì lúc đấy các bạn để side part mới đẹp được. Chứ các bạn đừng nhìn những cái idol rồi để những cái tóc side part rất là đẹp xong rồi các bạn để thì hỏi là tại sao lại không được như thế. Thứ nhất, theo mình ấy, cái yếu tố đầu tiên đó chính là face shape của các bạn không hợp so với kiểu tóc đấy. Thì theo những cái kinh nghiệm của mình thì sẽ có 3 cái loại face shape mà sẽ không hợp với kiểu side part. Thứ nhất là cái khuôn mặt hình tam giác, có nghĩa là hai cái phần jawline này nó đi ra ngoài rất là nhiều và cái trán của các bạn nó sẽ hẹp vào thì các bạn sẽ không hợp với cái kiểu tóc side part này. Thứ hai nữa là mặt tròn, kiểu mặt kiểu hơi mũm mĩm tròn hẳn ấy thì các bạn cũng sẽ không hợp với side part. Và cái thứ ba đó chính là khuôn mặt vuông. Thì mình phải nói là nếu khuôn mặt của bạn thuộc vào 3 cái kiểu khuôn mặt mà mình vừa nói đến thì các bạn hãy cân nhắc những kiểu tóc khác, bỏ qua cái side part đi. Ok, còn đối với tất cả các bạn còn lại thì xin chúc mừng, các bạn có thể để được side part và các bạn sẽ để được side part đẹp ở đằng khác. Thì trước khi đi vào tạo kiểu, mình sẽ phải gội lại cái đầu đã. Ok. Ok, trước khi đi vào styling thì có một thứ mình cần phải nói, đó chính là nếu mà các bạn muốn cái kiểu tóc side part của các bạn đẹp nhất ấy thì cái phần khung hai cái bên side này này, các bạn nên để low fade và cái phần khung đừng cao quá, cái phần khung nó chỉ trung bình thôi. Chứ các bạn đừng có để cái phần khung kiểu nó cao và high fade lên cao, bởi vì những cái kiểu như thế thì nó sẽ hợp với short quiff hơn hay là nó sẽ hợp với kiểu undercut. Còn side part ấy, nó là một cái kiểu rất là đứng đắn, kiểu classy ấy, chứ không phải là một cái gì đấy kiểu thực sự là phải là trắng hết hai bên side rồi ở đằng trên này tóc để dài. Đối với mình thì nó lại là ngược lại. Nếu mà các bạn có thể có thời gian kiểu để hai cái bên side nó dài ra thêm một chút nữa và nó cũng kiểu gọi là đi kèm theo đằng sau như thế này ấy, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chứ thực ra đối với mình ấy, mình chưa thích để ngắn như thế này lắm đâu. Mình muốn để hai cái phần side này nó dài hơn một chút cơ. Về vấn đề chuyên môn cắt này thì các bạn phải nói chuyện với barber của các bạn. Còn bây giờ mình sẽ đi luôn vào công thức để tạo kiểu side part. Tất cả những gì mình cần đó chính là, tất nhiên, máy sấy. Tiếp theo, lược tròn. Các bạn có thể sử dụng lược tròn hoặc là sử dụng cái lược paddle brush ấy. Chứ các bạn đừng sử dụng cái lược thẳng nhé. Sử dụng lược tròn đối với mình là tối ưu nhất. Đây là lược tròn nam tính của mình. Tiếp theo nữa là pre-style và finish. Trước tiên thì mình sẽ apply pre-style tầm 4 đến 5 lần xịt. Sau đấy mình sẽ sử dụng lược tròn của mình để chia cái ngôi ra. Thì cái công thức của mình đó chính là mình sẽ đẩy hết ra phía sau như thế này. Thì các bạn có thể thấy cái hướng tóc mọc của mình có hai phần, hai bên side này nó sẽ rủ xuống. Về side part thì mình hay để 73 và thường thường như mọi người hay chia cái phần 73 ấy thì mọi người sẽ chia cái phần 7 ra nhiều hơn đúng không? Nhưng mà mình thì ngược lại. Mình sẽ chia cái phần 3 ra, còn phần 7 mình sẽ vẫn để yên. Như các bạn có thể thấy thì mình vẫn cứ trải thẳng ra và cái phần 3 này mình sẽ bắt đầu hơi vuốt nó sang như thế này. Còn cái phần 7 này mình sẽ để yên, mình sẽ không vuốt hẳn sang bên này. Mình sẽ để như thế này thôi. Thì tiếp theo đấy đó chính là về sấy. Thì cái plan sấy của mình ấy đó chính là mình sẽ xử lý hai cái phần side này trước và mình sẽ sấy theo đường tóc. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang time lapse và voice over nhé. Như các bạn có thể thấy đây thì cái phần side của mình bây giờ nó đã khô rồi và nó đã đi theo đúng cái đường mà mình muốn. Đó chính là nó sẽ hơi ép vào phần side từ từ. Tiếp theo đấy mình sẽ chuyển sang phần side bên này với cái kỹ thuật tương tự như thế nhé.
Ok, bây giờ hai phần side của mình và cái phần bên sau này của mình đã đều khô rồi. Và tóc của mình là tóc nhuộm cho nên các bạn có thể thấy luôn cái phần đậm hơn này. Cái phần ở giữa là cái phần còn chưa khô. Và bây giờ mình sẽ xử lý cái phần ở giữa đấy. Mình sẽ không sử dụng lược nữa bởi vì cái kiểu tóc của mình là kiểu tóc modern side part. Mình muốn có một cái gì đấy kiểu nó fun ở trên giữa này hơn ấy. Cho nên là mình sẽ không sử dụng lược. Còn nếu mà các bạn nào muốn kiểu tóc nó đứng đắn hơn một chút thì các bạn sẽ vẫn tiếp tục sử dụng lược để mà xử lý cái phần ở giữa này. Ok. Ok, như các bạn có thể thấy thì bây giờ tóc của mình phần 3 nó ra phần 3 và phần 7. Nó đã ra phần 7. Và cuối cùng để kết thúc lại cái bước sấy này thì mình sẽ chuyển cái nước sang mức gió lạnh và để kiểu như là siêu toàn bộ cái kiểu tóc này lại. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại bây giờ tóc của mình đã in shape rất nhiều. Và thực sự nếu mà trong một ngày casual day mình không đi ra ngoài, mình ở nhà thôi, thì mình sẽ để cái tóc của mình như thế này luôn cho nó thoải mái. Nhưng mà video này là để styling đúng không? Thì bước cuối cùng, bước finish, thì hiện tại bây giờ tóc của mình độ dài đang là trung bình, mực độ tóc cũng là trung bình và cái độ to của tóc cũng là trung bình. Vậy nên sản phẩm trong video này mình lựa chọn đó chính là Dontnod Matte Paste. Mình đã có hẳn một cái video review chi tiết về cái con này rồi, cho nên là nếu các bạn muốn xem thì hãy click vào cái banner ở trên này nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một scoop tầm khoảng từng này, cũng không nhiều đâu, và finish thôi. Thì cái cách mà mình finish ấy, đó chính là mình sẽ xoa từ trên đỉnh đầu và xoa xuống, chứ mình không vuốt ngược lên ngay từ đầu. Mình sẽ kiểu đi ngược lại. Và đầu tiên ấy, bây giờ mình sẽ ép cho tóc của mình đi ra hết đằng sau đã. Và đến cuối cùng mình sẽ shape ra cái kiểu tóc mà mình mong muốn, đó chính là modern side part. Và đây là kiểu tóc mà mình có được sau khi finish bởi Dontnod Matte Paste. Thì như các bạn có thể nhìn thấy ấy, thì cái lúc mà mình finish ấy, nó hơi rít, nhưng mà nó có một cái gì đấy ẩm ẩm. Các bạn có thể nhìn thấy ngay lập tức bây giờ luôn ấy, là nó không kiểu mát hẳn, mà sau đấy tầm khoảng 5-10 phút nó mới thực sự dry down, lúc đấy nó mới mát hẳn. Còn bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng luôn là tóc của mình nó có một cái độ ẩm nhẹ. Và theo cá nhân của mình là mình thích cái điều này. Và như các bạn có thể thấy thì cái phần side part của mình ấy, khi mà các bạn nhìn hai bên sang như thế này thì các bạn sẽ nhìn vẫn rất rõ cái phần 3 và cái phần 7. Nhưng mình không muốn để giống những cái kiểu side part bình thường, đó chính là các bạn kiểu ép hẳn ra và nhìn thấy hẳn ngôi. Đối với mình cái kiểu đấy nhìn nó hơi bị kiểu cũ quá, nó giống kiểu phim Hồng Kông ấy. Còn mình sẽ là modern side part, mình sẽ kiểu chia ra nhưng nó không kiểu rõ ràng hẳn ra ấy. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là cái phần 7 nó sẽ đi vòng nhẹ lên xuống, đi vào như thế này, chứ nó sẽ không kiểu hẳn sang. Mà cái phần 3 thì nó vẫn luôn luôn rất là đẹp và nó sẽ đi dần dần, ép dần dần về phía sau và connect từ từ đối với cái phần 7. Ok, và để recap lại, để đạt được một cái kiểu tóc như này, mà nếu các bạn muốn để tóc giống mình, đây là modern side part, thì sẽ có 3 cái key term, 3 cái điều mà các bạn cần phải chú ý nhất. Đó chính là thứ nhất, khi mà các bạn chia ngôi ra để sấy thì các bạn hãy chia phần 3 ra phần 7 thay vì chia phần 7 ra phần 3. Cái thứ hai đó chính là các bạn cần phải sấy hai cái phần side này nó đi theo cái đường tóc của nó, chứ các bạn đừng có sấy ngược lại. Ví dụ như phần này các bạn sấy sang bên này, phần này các bạn sấy sang bên này. Đối với mình ấy là tóc của mình như thế nào, cái hướng tóc mọc như thế nào thì mình sẽ sấy theo cái đường như thế, và nó hơi có hướng đi lên một tí thôi, chứ nó không kiểu đi ngược hẳn so với cái hướng chân tóc mọc. Và sau khi xử lý hết xong hai phần side, mình mới đi vào xử lý cái phần ở giữa và xử lý bằng tay. Và cái thứ ba khi mình apply, đó chính là mình apply hết tóc ngược xuống trước, rồi sau đấy mình mới vuốt hẳn lên, và mình ép cho tóc của mình đi vào cái form là vuốt ra đằng sau đã, sau rồi mình mới tách cái phần 7 và cái phần 3. Side part của mình đến kiểu tóc. Thôi, ok, không đùa nữa. Chào ông. Bây giờ đến lượt tôi thì tôi sẽ thay ông kia nói về kiểu tóc short quiff. Bởi vì tóc của tôi cũng thuộc vào kiểu không hẳn dài lắm ấy, cho nên là để short quiff cũng được. Mà thực ra là short quiff thì sẽ là lựa chọn tối ưu hơn cho mùa hè. Đây là những đồ cần phải chuẩn bị. Đầu tiên đó chính là máy sấy như bình thường, pre-style và finish. Thì sản phẩm tôi chọn finish là Oasis Clay, bởi vì đây là tóc ngắn. Thì nói qua một chút về short quiff. Short quiff là một kiểu tóc rất là dễ để styling, không có gì phải khó khăn cả. Ok, thì có một số cái vấn đề về short quiff mà tôi muốn nói. Thứ nhất là cái hướng tóc, thì các ông phải tìm ra được cái hướng tóc của ông. Ví dụ như tóc của tôi thì cái phần này này nó sẽ đi lên được và rất là đều, nhưng mà cái phần này nó sẽ không đi được, như nó không đi ra trước được như này ấy.
Đấy, cho nên là tôi sẽ phải hơi hất nó về sau và đưa cho nó lên. Đừng cố ép nó như này. Nếu hai bên ép như thế này nó sẽ ra mohawk. Còn nếu mà ông nào mà gọi là Phật trời ban ấy, thì là hai hướng tóc nó sẽ đều nhau đi ra trước như thế này thì nó rất là đẹp. Còn tôi thì không được như thế, cho nên là buộc tôi sẽ phải đẩy cái hướng tóc này lên. Thì như cái ông kia vừa nói ấy, thì tóc theo hướng như thế nào thì nên sấy theo cái hướng như thế. Đừng có sấy ngược lại, bởi vì kể cả các ông có sấy ngược lại thì tầm khoảng 2-3 tiếng sau nó cũng sẽ đổ về cái hướng mà cái tóc tự nhiên thôi. Bởi vì là cái chân tóc rất là khỏe. Mà còn những cái ông nào mà chất tóc còn to đấy, cái sợi tóc nó to thì cái chân tóc nó cực kỳ khỏe. Nên các ông không thắng được đâu. Các ông phải làm việc với nó, chứ các ông đừng có sấy ngược theo. Cái thứ hai nữa là phải sấy ra trước như thế này, bởi vì nó short quiff mà. Đừng có sấy ra đằng sau. Còn phần đằng trên này ấy, thì chỉ việc sấy lên một chút thôi. Và cái thứ ba đó chính là đừng có sấy gió nóng quá. Bởi vì là cái short quiff thì cái độ dry down nó rất nhanh. Chỉ cần hơi hỏng một cái là coi như xong. Cho nên các ông muốn là phải dry từ từ đều đều. Thì lúc đấy cái hiệu quả ra nó mới tốt được. Và cái thứ năm nữa là pre-style là cực kỳ quan trọng. Bởi vì pre-style nó hô phải được tầm 60% trong cả cái tổng hô. Finish thì các ông không cần nhiều, bởi vì đây là short quiff, không cần phải hô quá cao. Nhưng mà cái foundation, cái nền các ông phải làm chủ được. Thì khi đấy pre-style là rất quan trọng. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ apply pre-style trước. So với modern side part thì tôi sẽ xịt tầm 6 cho đến 7 phát. Đến phân lược thì thay vì vuốt hết lên trên thì bây giờ sẽ là vuốt xuống dưới và vuốt theo đường của tóc. Như các ông thấy thì chỉ cần để nó hơi dry một tí thôi này, thì bây giờ cái tóc của nó đã có một cái form nhất định rồi. Cho nên là khi mà styling short quiff nó cần sự nhanh gọn và nó cần sự hiệu quả. Ok, lượt đầu tiên sấy thì sẽ là sấy ở cái mức độ nóng vừa và lực gió cao, đừng có để nóng quá nhé. Sau đó tôi sẽ đi tìm ngay cái phần sai của tôi. Ví dụ như cái đây là phần sai chẳng hạn này. Tiếp tục là phần sai bên này. Sau khi mà cố định được hai phần sai này rồi thì bây giờ sẽ bỏ lực đi và sử dụng tay để sấy phần top. À quên mất, tôi không bảo, để mà sấy cái phần top thì tôi hay dùng kiểu bóp tóc như thế này và hất nó ra, kiểu làm cho tóc nó có thêm texture ấy, nó hơi tơi ra một chút. Sau khi cái hình dạng của short quiff nó cũng gần được hình thành thì bây giờ tôi sẽ sử dụng những cái lược như này. Cái mục đích là để shape nó lại hơn thôi. Và để có một kết quả cao nhất thì tôi lại để là mức nhiệt cao. Nhưng mà gió thì lại chỉ là gió ít thôi, gió trung bình. Và cuối cùng là finish. Thì như tôi vừa bảo ấy, thì tôi sẽ sử dụng Oasis Clay để finish the short quiff. Và cũng như Don't Let Smart Paste thì Oasis cũng được cung cấp bởi Sealman Store. Và Sealman Store là sponsor cho video này. Các ông có nhớ cái video Forte mà tôi đã từng review không? Nếu mà ông chưa xem ấy, click vào trên này nhá. Sub của idol tôi ấy, Alex Costa. Thì hiện tại bây giờ Sealman Store đang là cái đơn vị nhanh chân nhất, nhà phân phối sớm nhất để đưa Forte về Việt Nam. Trước đấy có rất là nhiều những cái ông hỏi là: ê ông ơi, mua Forte ở đâu đây ông ơi, Forte lấy kiếm ở đâu đây ông ơi. Thì lúc đấy Forte chưa có Việt Nam, thì bây giờ Forte đã có Việt Nam rồi. Nếu tóc của các ông thuộc vào chất tóc cực kỳ dày, dài, cứng và khó bảo thì Forte là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Bây giờ tôi sẽ finish luôn, lấy một chút Oasis ra. Cái cảm giác mà breakdown Oasis nó khác hoàn toàn, công nhận đến bây giờ tôi vẫn cứ bất ngờ. Cái lúc lấy ra thì nó clay cực kỳ, mà đến lúc breakdown ra tay nó không khác gì một con paste cả. Thì bây giờ cái việc mà cái short quiff ấy nó chỉ là vò lên trên đầu thôi. Ok, và đây là short quiff. Thì như các ông thấy thì cái phần tóc ấy nó sẽ đi dần dần đều và lên trước ở tất cả mọi hướng. Và tôi là một người kiểu không thích là quá volume ấy, cho nên là tóc của tôi chỉ để kiểu short quiff nó thuộc vào dạng gọi là ok thôi, chứ tôi không muốn kiểu tóc nó lên tận nóc nhà. Đấy là sở thích cá nhân. Chính ra bây giờ tôi thấy là cái trend volume quá cao nó cũng không nổi nữa đâu. Kiểu như ngày xưa mấy anh em mới chơi tóc ấy thì là đọ nhau volume xem là ai cao hơn, rồi các sáp nhau đọ nhau xem là ai boost volume được hơn, ai hô volume được cao hơn. Nhưng mà tôi nghĩ bây giờ ấy, cái vấn đề đấy nó không phải là quan trọng nữa. Quan trọng là tóc nó đạt được một cái độ gọi là vừa ý và nó kiểu không bị quá đà. Short quiff thì cũng kiểu cao vừa thôi, mà kể cả modern pompadour hay modern side part thì tôi thấy cái volume nó không cao quá chán. Đấy, nó như kiểu một cái giới hạn
để đặt ra là tóc cao bao nhiêu thì tóc không được cao quá chán. Ok, để chốt lại, việc styling short quiff thì nó có những cái điểm chú ý như thế này. Thứ nhất, đó chính là các ông cần phải làm nhanh, gọn, hiệu quả và đủ. Nhanh là khi xịt pre-style lên tóc, cần phải thao tác rất là nhanh bởi vì tóc short nó rất là dễ khô. Mà khi khô rồi nó đứng ở cái vị trí đấy thì coi như các ông lóc luôn cái tóc của các ông ở đấy rồi. Cái thứ hai, đó chính là sấy phần top ở trên này khô một chút trước, xong rồi finish hai phần side, sau rồi mới để ý cái phần ở trước này. Nếu các ông quên mất hai phần side thì hai phần side của các ông sẽ không được clean. Và cái thứ ba đó chính là short quiff là một kiểu tóc thiên về messy texture, cho nên là khi apply lên tóc, vỏ tóc thật đều để cho sáp phân bổ ra đều tóc, thì khi đấy các ông sẽ dễ dàng để mà tạo kiểu hơn. Đó là những cái thứ lưu ý về short quiff. Và một cái bonus nhỏ nhỏ nữa thì như vừa nãy tôi đã nói rồi, đó chính là đừng để short quiff cao quá, mà hãy để một cái độ cao vừa phải thôi. Ok, đó là toàn bộ quá trình tạo kiểu short quiff và những cái mẹo, những cái tip mà cần phải chú ý. Và trước khi kết thúc vào video mình đi ra cái phần đấy của tôi, để yên ghế lại thì tôi còn ngồi. Ok, trước khi kết thúc video thì mình sẽ phải cảm ơn nhà tài trợ của video này, đó chính là CL Men Store. Nếu mà không có CL Men Store thì mình đã không có những cái sản phẩm finish như thế này để showcase cho các bạn rồi. Vậy nên là nếu các bạn muốn mua bất kỳ một cái sản phẩm nào thì hãy click vào cái đường link bên dưới. Mình cũng sẽ để luôn cái mã giảm giá 5% để giúp anh em tiết kiệm được và kiếm được cái deal tốt hơn nhé. Và như vừa nãy cái thằng kia nó nói thì CL Men Store mới có nhập về cái Forte series của Alex Costa. Như cái con Forte đấy mình đã review cách đây tầm khoảng 4 tháng rồi. Và hiện tại cái thời điểm mà mình review thì nó không hề có hàng tại Việt Nam. Và theo mình biết thì CL Men Store là cái đơn vị nhanh chân nhất để nhập Forte series về. Vậy nên là nếu bạn nào tóc dày, tóc cứng và tóc dài mà các bạn muốn có một cái sản phẩm có thể trị được cái chất tóc của các bạn thì hãy đặt mua ngay Forte series. Và đừng quên sử dụng cái link và mã giảm giá 5% ở phía bên dưới, mình sẽ để ở dưới phần description box cộng vào cái phần comment nhé. Ok, đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu mà các bạn cảm thấy thông tin trong video của mình là hữu ích thì đừng quên drop cho mình một like. Đừng ngần ngại nhấn vào cái nút subscribe và nhấn luôn vào cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình up video mới. Mình sẽ để những cái link social media của mình ở phần bên dưới description box. Các bạn hãy follow Insta của mình để cập nhật thêm những ý tưởng phối đồ, mix and match những item khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it for me guys. See you guys later. Bye bye.